Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những tin tức để cho anh em có thể nắm rõ được là trong năm qua, ok, nó đã có những cái chuyển biến như thế nào. Và mình cũng hiểu được cái tâm lý anh em rằng là vào thời điểm hiện tại đó thì cái tâm lý trên thị trường nó đã rất là sợ hãi rồi. Và ngay cả chính bản thân mình thì bây giờ là mình thực sự nói mình hoàn toàn tự tin là cũng không phải. Nhưng mà để có thể chắc chắn, để mà lập luận rằng là thị trường của chúng ta đã giảm giá mạnh, đã giảm giá sâu như vậy, vậy thì chúng ta có đi đến một cái chu kỳ ngủ đông, một cái chu kỳ downtrend hay không thì cũng không thể chắc chắn. Nhưng mà để chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta sẽ đi đến một cái siêu chu kỳ mới, một cái chu kỳ uptrend mới chưa từng có trong lịch sử thì cũng không thể nào chắc chắn được. Và mình ở đây chỉ là mình đứng trên một cái phương diện gọi là mình theo dõi thị trường hàng ngày và mình đưa ra những cái thông tin để cho anh em có thể biết được rằng là chúng ta đang có những gì, và từ đó chúng ta có thể quyết định cho mỗi cá nhân của mình ha. Đó, chứ mình không có phải là hoàn toàn siêu rằng là thị trường sẽ tăng. Tại vì đối với cá nhân mình là một người đầu tư ở thị trường này về mặt dài hạn thôi. Và khi mà có những cái cơ hội thì mình sẽ tiếp tục tích lũy mà thôi. Đó, nhưng mà mình hiểu rằng là có rất nhiều anh em có những cái kiểu trade khác nhau. Có những người thì ngắn hạn, có những người trung hạn, có những người dài hạn đó. Nên là mình chỉ đưa ra cho anh em những cái dữ liệu tại thời điểm hiện tại chúng ta đang có những gì và nó khác so với quá khứ như thế nào. Đó, tại vì dữ liệu chúng ta phải cần dựa vào quá khứ để mà chúng ta có thể ước tính được nó có thể xảy ra trong tương lai hay không, đúng không? Rồi, chúng ta hãy cùng đi ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Vậy thì á, anh em biết được rằng đó là kể từ đầu tháng 12, ngay khi mà chúng ta phải chịu một cái cú crash về 42.000 đô đó, thì Bitcoin đã có một cái động thái gọi là tăng trưởng nhích phục hồi lên. Nhưng mà vào trong ngày hôm qua và hôm nay đó, thì anh em thấy là đã có lúc cái ngưỡng 42.000 đô, cái ngưỡng đáy đó, nó đã bị lủng rồi. Và cái giá thấp nhất thì nó phải rơi vào tầm khoảng 41.000 đô. Thì cái yếu tố này là nó đến từ đâu? Cái yếu tố này thì nó đã đến là như cái nguyên nhân mà mình đã đề cập với anh em trong từng video một, là vào thời điểm hiện tại đó thì cái dữ liệu on-chain của Bitcoin thì nó hoàn toàn nó tốt, chứ mình không phải nói là nó xấu cả. Nhưng mà chỉ có những cái lý do mà khiến cho giá của Bitcoin có thể bị trì trệ và bị đạp mạnh như vậy thì nó đến từ đâu? Đó thì mình đã đề cập trước rồi. Thứ nhất, nó đến từ vấn đề Fed. Thì bây giờ nó đã có hiệu lực rồi anh em. Thì vào khoảng thứ Tư, thứ Năm đó thì Fed có đưa ra một cái thông báo rằng là sẽ chính thức xác nhận rằng là cái quá trình nâng lãi của Fed sẽ xảy ra trong năm 2022 với hai cái đợt tăng nâng lãi khác nhau, và tiếp đó sẽ có 4 cái đợt tăng khác trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024. Đó, thì chính vì cái điều này đó nó đã ảnh hưởng tâm lý của thị trường. Và để mình giải thích kỹ hơn là tại sao cái vấn đề Fed nâng cái lãi suất lên như vậy nó sẽ ảnh hưởng, thì anh em cũng biết ở trong một cái video mình đã từng nói rằng là cái nguy hiểm như thế nào khi mà Mỹ có thể để cho cái quốc gia của họ bị vỡ nợ. Đó, thì lúc đó mình cũng có đề cập đến vấn đề lãi suất. Thì anh em biết khi mà tăng lãi suất lên thì ok, lãi suất tăng lên thì những người dân trong nước hoặc là những người tiêu dùng đó, họ sẽ rất là ngại để mà có thể vay những cái khoản vay để mà phục vụ cho những cái nhu cầu đời sống tiện ích của họ, như là mua xe, mua nhà, mua cửa nè. Đó, tại vì lãi tăng mà. Đó, thì chúng ta đi mượn nợ mà chúng ta thấy lãi tăng thì chúng ta đã rất là đắn đo để suy nghĩ rồi. Huống chi cái việc bây giờ lãi tăng như vậy thì họ rất là ngượng tay khi mà họ mượn để mà họ tham gia vào những thị trường đầu tư tài chính, đúng không? Đó, tại vì nó rất là rủi ro, lỡ mượn rồi mà đầu tư vào thua lỗ thì sao? Rồi tiếp theo, chính vì cái nâng lãi suất đó và kết hợp với cái tình trạng dịch bệnh hiện nay của chúng ta, đó là cái con virus Omicron đó, thì những người dân đó không thể nào mà có thể nguy hiểm đánh cược cái khả năng của họ để mà giải quyết hai cái bài toán trên cả. Bây giờ tôi đầu tư vào cái thị trường tài chính này mà lỡ dịch bệnh, vấn đề kinh tế nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, làm sao tôi rút cái dòng vốn đó ra đây? Mà lỡ cái dòng vốn của tôi nằm trong thị trường đó, đúng không, nó bị lỗ nữa thì bây giờ tôi rút ra chẳng lẽ tôi toan à? Đó, thì đó là những cái vấn đề mà mình có giải thích ngắn gọn cho anh em là đó là lý do tại sao cái nguồn tiền nó là thoát ra khỏi những cái thị trường như vậy. Và không chỉ vào thị trường Bitcoin đâu, chúng ta còn có Nasdaq, chúng ta có S&P 500 và những thị trường khác, cả thị trường dầu thô nữa cũng đều bị sụp giá đồng loạt sau cái thông tin nâng lãi này. Đó, thì đó là cái thông tin thứ nhất và bây giờ nó đã có hiệu nghiệm rồi. Và tiếp theo một cái thông tin đầy biến động nữa mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em, đó chính là việc Kazakhstan họ đã mất internet. Tại sao cái vấn đề mất internet này nó lại ảnh hưởng rất là lớn như vậy? Tại vì anh em biết á, là từ sau cái cuộc đàn áp của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 5 đó, thì lúc đó phó thủ tướng của Trung Quốc đó, thì ông có nói rằng là bây giờ chúng tôi cấm tất cả những cái hoạt động đào, tất cả những cái hoạt động mà khai thác Bitcoin. Thì do đó những cái người mà họ nằm trong cái lĩnh vực này, những cái công ty, tổ chức đó, nhóm nhỏ nằm trong cái lĩnh vực này họ đã di chuyển cái vấn đề máy móc, những cái phương tiện của họ để mà họ sang những cái đất nước nó thân thiện với tiền mã hóa hơn. Và cái điều đó đã khiến cho Kazakhstan trở thành một cái quốc gia đó đang nằm ở khoảng giữa của cái bản đồ mà trong cái phạm vi khai thác đó tự nhiên nổi bật lên hẳn luôn. Tại vì giá điện rẻ nè, không ngặt nghèo với tiền mã hóa nè, thì dĩ nhiên đó những cái công ty này họ sẽ đổ dồn sang Kazakhstan. Nhưng mà bây giờ tại thời điểm hiện tại, ngay khi mà họ đang khai thác rồi, họ đang tìm đến một cái chương trình mới rồi, thì tự nhiên Kazakhstan lại xảy ra một cái biến động nhỏ, đó chính là về bạo động đó anh em. Thì anh em biết là những cái bạo động ở những cái quốc gia như thế này thì nó thường xuyên xảy ra đó, tại vì nó có một cái sự rắc rối trong cái bộ máy chính trị khiến người dân không thể nào mà hài lòng được, thì do đó dẫn đến vấn đề biểu tình mà thôi. Thì tại vì cái vấn đề biểu tình này đó nên là Kazakhstan họ đã mất điện nè, họ đã mất internet nè, nó đủ thứ trò trong đây hết. Và dĩ nhiên rồi, khi mà anh em bị mất internet, anh em không thể nào đào được đó, và các thợ đào họ cũng bị cứng đơ ngay đây luôn đó. Và sau đó thì anh em biết rằng á, từ cái cuộc dịch chuyển đó đã đẩy Kazakhstan lên là quốc gia thứ hai có cái hash rate khai thác Bitcoin cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ mà thôi. Thì để mình cho anh em hai cái web để mà anh em có thể vào, để mà anh em có thể check được là cái tình hiện tại hash rate nó như thế nào. Thì thứ nhất đó là cái web ccaf này nè đó anh em, và cái web thứ hai đó chính là về chain bulletin này nè đó. Thì hai cái web này đó thì chúng ta cần nên có nhiều cái nguồn dữ liệu để mà chúng ta có thể biết được chính xác. Thì hai cái web này nó cho chúng ta một cái bản đồ hoàn toàn về cái tình trạng hash rate ở trên thế giới luôn. Thì để mình cho anh em xem đó, ở đây là chúng ta có nè, Nga nè, anh em thấy không, đào ở Nga là 11,23% nè đó. Mình vừa chỉ vào Kazakhstan thì nó là 18,1%, dường như chỉ đứng sau Mỹ mà thôi. Đâu để coi mình Mỹ coi đó, Mỹ là 35,4% đó. Và thực sự chúng ta thấy Trung Quốc là chỉ có 0% mà thôi, tại vì đúng không, bạn đang áp rồi thì người ta đi hết rồi, nó không còn ở Trung Quốc nữa đó. Thì tại sao mình lại nói hash rate này quan trọng? Tại vì anh em biết á, là dựa vào cái dữ kiện lịch sử vào tháng 3 năm 2020, khi mà chúng ta phải chịu một cái cuộc bán tháo Bitcoin về 3K đó anh em, thì nó có một cái tác động không nhỏ của những thợ đào đâu. Tại vì sao? Thợ đào là họ xác thực giao dịch Bitcoin cho chúng ta đúng không? Để họ nhận lại những cái phần thưởng là những cái đồng như là Bitcoin, Ethereum hay những cái đồng khác đó. Thì họ phải có nhu cầu họ bán ra để mà họ trang trải chi phí của họ nữa. Mà vào cái tháng 3 năm 2020 đó thì chúng ta đã có một cuộc bùng nổ dịch lên đó, và giờ tiền ở đâu thì họ bắt buộc họ phải bán tháo ra thôi. Và cái vấn đề mà bán tháo thợ đào chúng ta đã thấy vào tháng 3 năm 2020, chúng ta đã thấy vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Thì vào thời điểm hiện tại đó cũng là một cái vấn đề mà mình đang rất là lo lắng tại thời điểm hiện tại. Nhưng mà như mình đã đưa tin ở tuần trước thì anh em biết được rằng á, là tại thời điểm hiện tại thợ đào họ không có bán và họ chỉ tích lũy mà thôi. Nhưng mà cái tình trạng mà diễn ra ở Kazakhstan, họ mất internet và mất điện như thế này, thì mình hy vọng, cái này là mình hy vọng chứ mình không thể nào khẳng định được nha, là Kazakhstan họ sẽ ổn định lại sớm để mà có thể phục hồi lại cái tình trạng điện, cái tình trạng internet này, để thợ đào họ có thể tiếp tục cái hoạt động của họ. Vì anh em biết á, là tự nhiên nó có những cái nguồn, nó có những cái sự kiện mà nó cực kỳ bất ngờ luôn. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì anh em cũng hiểu được rằng là chỉ ngay trong tháng 3, ngày 3 tháng 1 của đầu năm thôi, thì chúng ta đã ghi nhận một cái tin tức cực kỳ tốt. Đó chính là hash rate Bitcoin đã lập một cái ATH mới đúng không? Chúng ta đã đợi quá lâu để cái việc mà hash rate Bitcoin lập ATH mới và ngành khai thác của chúng ta được hồi phục. Tại vì anh em biết khi ngành khai thác được hồi phục thì họ sẽ đổ rất nhiều tiền vào để mà họ có thể khai thác và kiếm lợi nhuận từ cái ngành này. Và cái điều này nó làm cho thị trường của chúng ta trở nên rất là sôi động, và nó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt đối với cái thị trường tiền mã hóa nói chung của chúng ta. Chúng ta đã phải chịu từ tháng 5 quá lâu rồi anh em, từ tháng 5 tới tháng 12 là 7 tháng rồi, và đến tháng 1 đó cái hash rate này nó mới phục hồi trở lại và lập một cái ATH. Tại vì trước đó là do hai cuộc đàn áp của Trung Quốc nên ngành khai thác của chúng ta toang hoàn toàn luôn. Mà tại sao ngay khi mới lập ATH như vậy thì là chúng ta lại phải gặp một cái sự cố như thế này, đúng không anh em? Thì đây là một cái điều mà mình hoàn toàn không mong muốn, và mình hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện, và hash rate những thợ đào sẽ càng ngày càng chăm chỉ hơn. Vì nói về cái phương diện tổ chức đi, thì ngay trong đầu năm chúng ta đã có một cái ông lớn của ngành khai thác, đó chính là Marathon Digital. Thì ổng đã bỏ ra khoảng 900 triệu USD để mà mua, mình nhớ không nhầm là mua gần 75.000 máy đào của Bitcoin từ Bitmain đó anh em, để mà có thể chuẩn bị cho cái công cuộc khai thác vào năm 2022. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là những cái động thái những ông lớn trong ngành đó, họ đã bổ sung để họ chuẩn bị để phát triển cái lĩnh vực này. ở trong năm 2022 rồi. Nhưng mà đối với cái tình trạng mà mất internet rồi bạo động rồi như thế này thế kia thì anh em biết cái hậu quả của nó là gì không? Thì mình cũng xin chia sẻ luôn. Thứ nhất là sẽ bị trì trệ về hoạt động khai thác, hash rate toàn cầu bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Và từ đó đó, cái thời đại họ không có đủ hoạt động để mà họ duy trì cái hoạt động của họ nữa, không có đủ cái nguồn thu để mà họ duy trì hoạt động của họ nữa, thì họ bắt buộc phải làm gì à? Họ bắt buộc phải cầm cái số Bitcoin họ đang tích lũy mà họ bán ra thị trường thôi. Mà khi họ bán ra thị trường như vậy thì anh em biết rằng là ok, tạo một cái áp lực bán cực kỳ lớn. Tại vì nếu chúng ta tính một thợ đào đi, nếu chúng ta tính một thợ đào trên một nhân công đi thì có thể rằng là nó hơi ít đó. Nhưng mà anh em biết trên thế giới này có bao nhiêu thợ đào không? Có bao nhiêu dàn máy cày không? Và thực sự dàn máy nào cũng là khổng lồ hết. Đó, thì đó là cái điều mà chúng ta nên chú ý. Và mình hy vọng rằng nó sẽ bình ổn trở lại sớm mà thôi. Đó, thì đây, thì tiếp theo đó thì chúng ta hãy đến với một cái dữ liệu mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em đi. Đó chính là về cái 76% nguồn cung này. Thì ở đây á, tại sao mình nói 76% nguồn cung này? Thì ở đây mình sẽ trình chiếu bằng một cái biểu đồ để cho anh em dễ thấy hơn. Thì cái 76% nguồn cung này đó, nó gọi là 76% nguồn cung nó bị kém thanh khoản. Để mình di chuyển cái này qua đây. Thì bị kém thanh khoản tức là sao anh em? Bị kém thanh khoản tức là nó lưu trữ trong những cái ví như là ví lạnh, như là những cái ví mà chúng ta hay thường mà lưu trữ ví cứng đó anh em, chứ không phải là cái ví ở trên sàn để mà chúng ta giao dịch, chúng ta mua bán. Đó, thì anh em có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thì khi mà những cái 76% nguồn của Bitcoin này nó được giữ trong đó. Và tại sao nó được gọi là kém thanh khoản? Kém thanh khoản ở đây tức là không có mua bán nhiều. Đó, không hoạt động luôn, người ta chỉ mua, người ta để đó thôi. Đó, thì nó gọi là kém thanh khoản. Còn 24% nguồn cung còn lại là để làm cái gì? Là mình tạm gọi đó chính là về việc thanh khoản linh hoạt. Thanh khoản linh hoạt ở đây tức là gì? Bây giờ họ mua về, họ giao dịch, họ mua bán với nhau, họ trao đổi với nhau. Đó, thì đó là một cái, đó được gọi là nguồn cung thanh khoản linh hoạt. Thì ở đây chúng ta đã có cái chỉ số nguồn cung kém linh hoạt này đó. Thì anh em thấy cái biểu đồ mình đang trình chiếu ở đây, thì vào tháng 5 nè. Đó, tháng 5, khi mà chúng ta đã có một cái cuộc bull run từ cuối năm 2020 chúng ta bull lên, chúng ta vào khoảng tháng 5 thì chúng ta chứng kiến một cái cuộc đàn áp của Trung Quốc lần đầu tiên. Thì ngay lập tức Bitcoin bị xả một cái râm. Đó, thì cái nguồn cung kém thanh khoản này đó, nó lại sập xuống. Nhưng mà tiếp đến nó lại biểu đồ đi lên. Và ngay cả đợt sập của chúng ta vào tháng 9, vào đầu tháng 12 thì cái chỉ số nguồn cung kém thanh khoản này nó cũng đi lên như vậy. Và bây giờ nó đã chiếm 76% tổng nguồn cung của Bitcoin. Mà anh em biết á, bây giờ nguồn cung của Bitcoin người ta đã khai thác ra, người ta đã đào ra tầm khoảng là 90% rồi. Đó, mà cái tổng nguồn cung kém thanh khoản này nó thể hiện điều là dường như là bây giờ người ta chỉ đang cố gắng người ta tích lũy mà thôi. Và nó biểu hiện một cái tâm lý đám đông nữa rằng là những người đang giữ Bitcoin, đang giữ cái phần trăm nguồn cung Bitcoin lớn, họ vẫn không có muốn bán tại thời điểm này. Và họ vẫn tin tưởng vào một cái tương lai xa xăm hơn, một cái tương lai mà tốt đẹp hơn đối với Bitcoin. Còn 24% nguồn cung thanh khoản linh hoạt này tức là họ vẫn đang lấp lửng bởi cái việc là năm nay Bitcoin đã tạo ra ATH mới rồi và có thể đi vào downtrend và có thể sẽ giảm sâu hơn nữa, và họ sợ cái điều đó nên họ cứ mua rồi bán. Thì ở đây đó cho một cái phương diện của 24% này thôi, nhưng mà cũng không ngoại trừ cái phương diện của 24% linh hoạt này, nguồn cung linh hoạt này là do họ bán ra để họ muốn mua một cái giá nó thấp hơn, họ đang chờ đợi một cái điều gì đó. Thì ở đây thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt mà mình muốn gửi đến cho anh em. Và một cái biểu đồ tiếp theo mình muốn gửi cho anh em chính là những cái chỉ số dữ liệu từ những cái đợt tăng trưởng, những cái chu kỳ tăng trưởng từ năm 2016 tính đến nay. Thì ở đây là một cái biểu đồ nó biểu hiện một cái hoạt động, những cái hoạt động on chain của Bitcoin hàng ngày. Đó, thì cứ mỗi có một giao dịch nè, cứ mỗi có một biến động hoặc cứ mỗi có một cái gì đó thì nó đều ghi nhận vào trong đây. Thì anh em thấy á, vào năm 2016, 2017 thì chúng ta đã có một cái chu kỳ, đó chính là một cái chu kỳ tăng trưởng, một cái chu kỳ uptrend đó, mình hay gọi là uptrend đó. Thì anh em thấy đó, là những cái hoạt động này đó nó đang ở ngưỡng gọi là 275.000 tới 350.000 một ngày, đúng không? Và tiếp đến kể từ đầu năm 2018 sụt đi thì chúng ta có một cái chu kỳ downtrend dài hạn. Đó, nhưng mà vào khoảng năm 2019 chúng ta có một cái chu kỳ mini uptrend, người ta gọi là mini uptrend, tức là uptrend ngắn hạn đó, thì nó cũng rơi vào khoảng là 275.000. Và sau đó năm 2020, 2021 nó lại tăng trưởng cực kỳ mạnh hơn nữa. Và tại thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang ở trong cái dữ liệu của năm 2019. Đó, thì anh em cũng có thể hiểu được rằng là đứng tại thời điểm hiện tại chúng ta đang dựa trên cái biểu đồ này, chúng ta đang có một những cái dữ liệu như năm 2019. Đó, thì cái điều này á, nó lại không có thể nào mà xác định là tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến một cái chu kỳ uptrend hay không, như một cái chu kỳ năm 2016, 2017 để mà cái dữ liệu này nó tăng đột biến lên, hay là chúng ta sẽ rớt tiếp vào một cái chu kỳ bear market này, tức là chu kỳ downtrend. Đó, nhưng mà tại thời điểm hiện tại dựa trên cái biểu đồ này chúng ta vẫn có một cái điểm để mà chúng ta nương tựa vào, tại vì chúng ta vẫn đang trong những cái tích cực nếu mà xét theo biểu đồ này thôi nha. Và cùng với đó chúng ta hãy tiến tới một cái biểu đồ tương tự, chính là những cái chu kỳ và những cái số lượng giao dịch hàng ngày. Đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Như anh em thấy đây là cái chu kỳ lên năm 2017, đó chu kỳ mini uptrend, và hiện tại chúng ta cũng đang ở trong cái chu kỳ gần như năm 2019. Đó, thì hai cái dữ liệu nó đều tương đồng với nhau thôi. Thì đó là những cái mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em thêm mà thôi ha. Vậy thì chúng ta hãy tiến đến một cái những cái người, những cái tổ chức, những cái giới chính trị họ đang nghĩ gì về Bitcoin, và đó có phải là một cái chất xúc tác để mà cho Bitcoin có thể phá đi cái sự tiêu cực tại thời điểm hiện tại hay không. Thì cái này là mình chia sẻ của những cái người đó chứ không phải là mình nói nha anh em. Nên tại vì đôi lúc mình làm video mình chỉ chia sẻ những cái thông tin mà thế giới họ đang bàn tán về và cái nhận định của mình mà thôi, chứ không phải là những cái này là mình nói nha. Nên anh em cũng nên phân biệt rõ hai cái đó. Nên nhiều lúc anh em cũng hay nhầm đó, cứ tưởng là mình nói những cái này, mình nói những cái tuyên bố này không, thì cũng tội cho mình quá. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói đến một cái nhân vật mà mình nghĩ rằng là trong năm 2021 thì ông xứng đáng lọt vào những nhân vật ủng hộ Bitcoin một cách cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là tổng thống của El Salvador. Thì ông cũng đã đưa ra ngay trong đầu năm luôn, thì ông cũng đã đưa ra những cái dự đoán về Bitcoin như thế nào trong năm 2022. Thì anh em biết được rằng ở đây mình sẽ liệt kê cho anh em. Thì ông nói rằng là trong năm 2022 Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô. Đó, và sẽ có thêm 2 quốc gia nữa chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Và Bitcoin nó sẽ trở thành một cái chủ đề chính để mà trong bộ máy chính phủ Hoa Kỳ họ tranh cãi nhau về cái vấn đề này, để mà họ đưa ra những cái quyết định nó cao cấp hơn, nó quan trọng hơn. Đó, và ông cũng chia sẻ thêm một số cái về những cái dự định như là về trái phiếu Bitcoin nè, về hoạt động khai thác Bitcoin núi lửa của El Salvador, hoặc là về tham vọng xây dựng một thành phố Bitcoin tại El Salvador sẽ được nâng cấp, sẽ được tiến triển hơn trong năm 2022. Ha. Và ông cũng sẽ hứa hẹn rằng là cái sự kiện mà Bitcoin năm 2022 đó sẽ là một cái sự kiện cực kỳ khổng lồ, và sẽ có nhiều cái điều bất ngờ tiếp đến. Và nó có một cái sự thật ở đây là mình cũng đã đưa tin ở đây cho anh em rồi, tức là tại hội nghị Bitcoin năm 2021 đó, thì ông cũng đã nói rằng là hội nghị Bitcoin năm 2021 tôi sẽ là một cái điều gì đó bất ngờ. Và cuối cùng chúng ta thấy một cái bất ngờ, nó rất là bất ngờ luôn, mình phải nói là bất ngờ của bất ngờ. Đó là El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp, và tại thời điểm hiện tại ông cũng đã hứa như vậy vào năm 2022. Thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tự tin rằng là tổng thống El Salvador sẽ làm được một cái điều gì đó nó kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà chúng ta hãy đi từng bước đi. Đầu tiên là chúng ta hãy phân tích những cái dự đoán của ông đi. Đầu tiên là Bitcoin đạt 100.000 đô. Thì mình nghĩ rằng là bất kỳ ai mà tin tưởng vào thị trường này và có một cái sự lạc quan nhất định thì họ cũng sẽ đều những 100.000 đô thôi. Nhưng mà đó là về mặt giá cả, mình sẽ không có nói nhiều về cái vấn đề này. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là sẽ có ít nhất 2 quốc gia chấp nhận thêm Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp nữa. Thì bây giờ mình không biết những quốc gia đó là như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng là có thể trong năm 2022 nó sẽ không có, nhưng mà trong tương lai nó cũng sẽ có. Tại vì bây giờ cái hành lang pháp lý của các quốc gia nó đã dần mở ra rồi anh em. Nếu mà anh em quan sát kỹ, anh em sẽ thấy từ châu Mỹ đến châu Âu đến châu Á thì những cái hành lang pháp lý nó đã dần mở ra rồi. Nó không có phải như El Salvador mà chấp nhận làm tiền tệ hợp pháp một cái rầm đâu, nhưng mà nó mở ra những cái kẽ hở để mà có thể cho Bitcoin có thể lòn lách, có thể thâm nhập từ từ vào rồi. Và cái điều mà để giúp Bitcoin có thể trở thành tiền tệ hợp pháp đó chỉ là vấn đề trong tương lai xa, trong thời gian nào thôi. Đó, và tiếp theo đi, chúng ta có một cái Bitcoin sẽ trở thành một cái chủ đề chính của giới chính trị Mỹ để mà họ tranh luận, họ bàn cãi về nhau để đưa ra những cái quyết định nó quan trọng hơn. Thì cái ý này mình rất là thích. Tại vì nếu mà anh em biết trong năm nay đó chúng ta đã có rất nhiều cái sự kỳ tích của Bitcoin. Thứ nhất mình phải kể đến đó chính là gì? Đó chính là Bitcoin ETF, đúng không? Bitcoin ETF là cái điều mà chúng ta không hề nghĩ tới có thể xảy ra trong năm nay, nhưng mà cuối cùng chúng ta đã có rồi. Mặc dù đó chỉ là ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai của sàn giao dịch CME mà thôi. Đó, và tiếp theo Nếu mà anh em để ý nha, chúng ta có một cái dự luật cơ sở hạ tầng của Mỹ, đó chính là cái dự luật mình nhớ không nhầm là 1.000 tỷ đó, đã được Tổng thống Joe Biden ký qua rồi, nhưng mà vẫn còn có cái cơ hội sửa đổi. Thì trong cái hành trình mà cái dự luật đó nó đi đến tay của Tổng thống Joe Biden để mà ký đó anh em, thì anh em biết là cái giới chính trị của Hoa Kỳ, Thượng viện, Hạ viện, những nhân vật trong đó họ cãi nhau rất là kịch liệt. Có người ủng hộ Bitcoin, có người phản đối Bitcoin, và họ tranh chấp với nhau một cách nó rất là gay gắt đó anh em. Phải nói là nó cực kỳ gay gắt trước khi có được cái chữ ký của Tổng thống Joe Biden. Thì chính vì cái điều đó thôi thì chúng ta cũng biết được rằng á, là trong tương lai năm 2022 hoặc thậm chí là 2023, 2024 thì câu chuyện đó nó vẫn sẽ diễn ra mà thôi. Mà anh em biết được rằng là khi một cái gì mà nó đã gây một cái tranh cãi gay gắt, nó không tìm được tiếng nói chung á, mà nó rất là mâu thuẫn, thì nó sẽ ngày càng được phát triển hơn. Và cái tình trạng mâu thuẫn đó cũng sẽ ngày càng trở thành, ban đầu nó chỉ là những cái cãi vã nhỏ mà thôi, những cái quan điểm bất đồng, nhưng mà sau này nó sẽ trở thành một cái gì đó thật là lớn để mà người ta đem nhau ra để mà người ta nói về cái vấn đề này. Đó, như anh em thấy ngay khi cái dự luật nó vừa ra một cái, đúng không, thì chúng ta đã có một cái phiên điều trần của Hạ viện đối với 6 CEO của 6 công ty tiền mã hóa lớn nhất, gần như là lớn nhất thế giới rồi. Đó, và ngay cả chính Hạ viện họ cũng sau cái buổi điều trần đó thì họ cũng nói rằng là ok, chúng tôi đã hiểu ra blockchain là tốt như thế nào, chúng tôi đã hiểu ra thị trường tiền mã hóa nó có những gì. Đó thì anh em thấy chúng ta đã có những cái mầm móng về những cái phương diện pháp lý đặc cảnh Bitcoin rồi. Mà đó là cái điều mà trước đây vào năm 2013, năm 2017 chúng ta không có, đúng không? Rồi, và tiếp theo chúng ta tiếp đến á, thì ở đây á, mình cũng có một cái thông tin rất thú vị để chia sẻ cho anh em. Tức là El Salvador thì hiện tại là đã mua đến là 1.370 Bitcoin rồi. Mà hiện tại đó thì mình đã từng tính cái mức giá DCA của El Salvador, nhưng mà mình không biết có chính xác hay không, tại vì là chưa có ai mà tính cái này hết, mình chỉ tính bằng tay thôi anh em, nên có gì sai sót anh em thông cảm với mình nha. Mình tính bằng tay tại vì ổng mua lắt nhắt lắm, ông tổng thống này ổng mua cực kỳ lắt nhắt luôn, cứ mua bao nhiêu đó, tầm mấy chục mấy trăm gì đó. Thì mình đã tổng lại đó thì nó rơi vào tầm khoảng 1.370 Bitcoin, và cái giá DCA của ổng đó thì nó rơi vào tầm khoảng là tầm 48 đến 49.000 đô. Đó, thì nếu mà tính thì một cái thông tin vui thôi, mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Thì nếu mà tính giá Bitcoin hiện tại là 41.000 đô thì chúng ta có thể nói là rằng là tổng thống của El Salvador thì ông đang bị đu đỉnh đó anh em. Ha. Rồi, và mình cũng nhận được rất nhiều những cái thông tin rằng là những cái nhà đầu tư họ đang lo sợ là Bitcoin có sập về. Để mình reset cái này nha. Thì Bitcoin có sập về khoảng là 30.000 đô, 20.000 đô, thậm chí sâu hơn nữa. Thì mình không có dám đoán là Bitcoin có về đó hay không, hoặc sẽ bật lên từ đây. Nhưng mà thứ nhất mình dựa vào những cái dữ kiện mình vừa chia sẻ đến cho anh em. Thứ hai đó chính là mức giá DCA của El Salvador, và tiếp theo chính là mức giá DCA của MicroStrategy. Thì anh em biết á, là trong cuối tháng 12 đó là MicroStrategy ông đã mua thêm khoảng là 94,2 triệu tiền mặt Bitcoin, là nó rơi vào tầm khoảng giá là 49.229 Bitcoin, đúng không? Và tính tới thời điểm hiện tại đó anh em, thì MicroStrategy đã có được 124.391 Bitcoin, và mức giá DCA cho tổng cái kho của MicroStrategy thì nó là 30.159. Thì anh em nghĩ rằng là nếu mà Bitcoin có đâm về khoảng là 30.000 đô hoặc thậm chí sâu hơn, thì mình nghĩ rằng là tất cả những lợi nhuận của MicroStrategy đều bay màu hết, và thậm chí là CEO Michael Saylor còn lỗ nữa, và Tổng thống El Salvador lại lỗ hơn. Và một cái điểm thú vị khác chính là cái mức giá tầm 30.000 đô đó anh em, thì đó cũng là một cái mức giá trước đây 1,5 tỷ USD của Tesla đổ vào. Đó, anh em thấy nó có một cái sự trùng hợp ở đây không? Và một điều nữa mình cũng muốn chia sẻ rằng là cái trường hợp mà Bitcoin trước đây khi mà lập một cái mức ATH đầu tiên tại 64.900 đô, gần 65.000 đô đó, và chúng ta có một cái cú đâm đầu tiên từ ngày 19 tháng 5 về mức giá 30.000 đô, thì anh em biết đó, vào thời điểm đó là mức giá DCA của MicroStrategy là bao nhiêu không? Lúc đó mức giá DCA của MicroStrategy chính là khoảng, mình nhớ không nhầm là khoảng từ 21 đến 22.000 đô. Và lúc đó thì phần lớn tâm lý của cộng đồng họ nghĩ rằng là ôi, chắc chắn là lúc đó bị sập về 30.000 đô, rồi nó dập cho một phát về 29, 28 gì đó, thì có thể sập sâu hơn về 15.000, về 20.000. Đó, nhưng mà tại thời điểm đó mức giá DCA của MicroStrategy là 21 hay 2.000, thì Bitcoin đã lao một phát thẳng lên khoảng là lập một cái mức ATH mới tại 69.000. Và vào thời điểm hiện tại khi mà lập ATH tại 69.000, Bitcoin đã đâm về 41.000 thì mức DCA của MicroStrategy lại tăng lên 30.000. Thì mình nghĩ rằng, cái này mình nghĩ thôi nha, theo quan điểm cá nhân của mình, anh em có thể tin hoặc là không, anh em có thể đồng ý hoặc là phủ nhận. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì không, dĩ nhiên chúng ta là có một cái sự trùng hợp như vậy, một cái sự trùng hợp về đường giá, một cái sự trùng hợp về mức DCA, đúng không? Một cái sự trùng hợp về những cái hành động của các quỹ đầu tư tổ chức, thì chúng thực sự nó không thể nào có một cái sự trùng hợp đến như vậy được. Đó là theo cá nhân của mình thôi. Đó, thì anh em có thể nghĩ sao về cái vấn đề này thì anh em có thể comment bên dưới. Và một cái sự trùng hợp nữa thì ở đây mình cũng xin giới thiệu một cái web để mà anh em có thể vào, chúng ta tra xét xem là những cái quỹ đầu tư, những nhà đầu tư lớn, những cá mập, cá voi họ đang làm gì trong đây. Thì đó là BitInfoCharts. Thì anh em vào đây chúng ta có cái ví đầu tiên là của ví Binance nè, ví thứ hai là của Bitfinex, ví thứ ba, thứ tư. Đó, thì đây là ví. Thì anh em thấy một cái điều rằng là bây giờ mình sẽ click vào ví của sàn Binance. Và tiếp theo chúng ta có một cái ví cá voi. Đây, một cái ví cá voi lớn khác. Ở đây thì mình đoán là ví cá nhân, tại vì ở trên cái trang này nó không có đề cập là ở ví của sàn nào cả. Nhưng mà cái ví thứ ba, cái ví cá nhân này mình đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Thì đây là ví lớn thứ ba, ví cá voi lớn thứ ba thế giới nha anh em. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì cái ông này ông cứ tiếp tục tích lũy mà thôi. Và trong sáng ngày hôm nay đó anh em, trong sáng ngày hôm nay thì anh em thấy không? Đó, ông tiếp tục mua thêm là 867 BTC. 867 BTC ở cái mức giá là 42.000, 43.000 như thế này. Đó, thì vì cái hành động của những cái tổ chức lớn này, cũng giống như là những cái mức DCA của những cái tổ chức mà họ đã công khai ra bên ngoài thị trường rồi. Đó, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn đây không phải là một sự trùng hợp nào cả. Và một cái lưu ý tiếp theo mình cũng muốn gửi đến cho anh em, tức là cũng nhân năm mới thì mình cũng xin cảnh báo anh em rằng, và chính thâm tâm mình muốn luôn, cái này mình không phải cảnh báo nữa mà mình muốn khẳng định luôn, là mình không muốn anh em nào bước chân vào thị trường long short cả. Mình chỉ muốn anh em nếu mà nghiên cứu kỹ tham gia đầu tư thì chúng ta hãy chỉ nên đầu tư thị trường spot mà thôi, tức là thị trường giao ngay. Vì ngay khi mình đọc cái báo cáo của Ican Research thì rất là kinh khủng, trong một năm qua chúng ta đã phải có trên 100 tỷ đô bị thanh lý cơ, và trong đó chúng ta chiếm khoảng là 84 tỷ đô của lệnh long và 46,89 tỷ đô của lệnh short. Thì anh em thấy hơn 100 tỷ. Đó, một cái con số nó rất là kinh khủng như vậy. Mà chắc chắn rằng là những anh em nào đang xem video này không biết thì nhiều cũng đã đưa tiền cho CZ rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta đã trải qua một mùa mới rồi, chúng ta đã trưởng thành hơn trong thị trường rồi, thì mình cũng mong rằng là anh em đừng bước chân vào thị trường này. Người mới, người cũ, người chuyên gia nào cũng vậy hết. Đó, tại vì nếu anh em không mất tiền, hay nếu anh em không có những cái mà thất bại trong thị trường này, thì đó cũng là một cái niềm vui đối với những cái người làm content, làm video như mình, để mà có thể truyền tải những cái kinh nghiệm, truyền tải những cái kiến thức đến cho anh em, để mà anh em có thể quyết tâm hơn với thị trường này, để mà anh em có thể trưởng thành hơn. Thì đó cũng là một cái niềm vui đối với mình. Và mình xin cảnh báo nha, không anh em nào bước chân vào cái thị trường này, tại vì cũng đầu năm mới rồi, cũng qua một cái mùa mới rồi, chúng ta hãy càng trưởng thành trong thị trường này hơn. Đó, thì đó là những cái lời nhắn gửi mà mình muốn gửi đến cho anh em. Và mình nghĩ rằng là cái video này nó cũng khá là dài rồi, nên là mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình. Đó, và nếu mà anh em có những cái sự trùng hợp nào đó về mặt dữ liệu thì anh em có thể mở lên TradingView, anh em xem về cái biên độ của nó vào năm 2013, 2017, 2021 thì anh em sẽ thấy nó có rất nhiều sự trùng hợp ở đó mà mình không thể nói hết trong video này, tại vì nó quá là dài đi. Nên là ok, mình chỉ nói tóm gọn để mà cho anh em hiểu được rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có gì. Đó, chúng ta đang có những dữ kiện nó tương đồng như vậy, chúng ta đang có, nhưng đó là điểm tiêu cực, nhưng chúng ta cũng có những điểm tích cực là sao? Các quỹ họ vẫn đang nắm giữ rất chắc những cái số lượng Bitcoin của họ, và giá DCA dường như bây giờ là gần 30.000. Đó, 30.000, 31.000. Chúng ta có một hành lang pháp lý đang được ủng hộ rất là nhiều, và những nhà chính trị gia trên thế giới, giới chính quyền họ cũng đang dần ủng hộ cách mạnh mẽ hơn đối với Bitcoin. Đó là những cái điểm tích cực mà chúng ta đang có tại hiện tại. Chúng ta có về hash rate Bitcoin đang trong cái tình trạng tiêu cực, nhưng mà về mặt thợ đào họ vẫn đang tích lũy thêm Bitcoin rất là nhiều, và áp lực bán cũng đang khá là ít. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ thế này thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng ròng rút ra từ các sàn giao dịch đó nó còn nhiều hơn cả số lượng bị đẩy lên cơ. Đó, anh em có thể nhìn trong cái biểu đồ này, anh em thấy là số lượng rút ròng nó hoàn toàn nó áp đảo số lượng bán ra. Đó, thì chúng ta bây giờ chúng ta đang có những cái dữ liệu nó tích cực và nó tiêu cực đang xen nhau, thì cái bức tranh nó chưa thực sự rõ ràng. Vì vậy anh em cần phải theo dõi thêm nhiều hơn nữa, và ít nhất trong tháng 1, tháng 2 này, để mà chúng ta có thể biết được rằng á, là BTC nó có lặp lại như quá khứ hay không. Và nếu không thì ok, mình chắc chắn rằng là đó cũng sẽ là một tin vui đối với cộng đồng của chúng ta nói chung, và đối với thị trường tiền mã hóa đối với cộng đồng của chúng ta nói riêng, và đối với thị trường tiền mã hóa nói chung ha. Ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở video lần sau nha. Bye bye.